Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thị trường tiêu dùng hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Thưa quý vị, giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh khi thị trường đón nhận các báo cáo kinh tế yếu. Trong nước, giá kim loại quý này ổn định. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC của công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết chiều mua vào ở mức 74.980.000 đồng một lượng, bán ra 77 triệu đồng một lượng, giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá vàng SJC của công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận niêm yết chiều mua vào ở mức 74.980.000 đồng một lượng, bán ra 76.980.000 đồng một lượng, giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ ở mức 24.264 Việt Nam đồng một đô la Mỹ. Để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, trong đó tập trung cải thiện các thủ tục hành chính, minh bạch hóa môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai dự án trên địa bàn. Trong 3 năm qua, tỉnh đã thu hút 478 dự án đầu tư tư nhân, vốn đăng ký 57.000 tỷ đồng, 78 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký ước đạt 2,1 triệu đô la Mỹ. Quy mô bình quân một dự án FDI gần 60 triệu đô la Mỹ, tăng 50,4 triệu đô la Mỹ so giai đoạn trước. Nhiều nhà đầu tư lớn từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Ấn Độ với các lĩnh vực đầu tư như linh kiện điện tử, công nghiệp dệt may, sản xuất bao bì, hạt nhựa, chế biến thực phẩm. Việc thu hút được các dự án, nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực, uy tín đầu tư vào tỉnh đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng về môi trường đầu tư của tỉnh. Giá xăng, dầu đã tiếp tục được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành vào chiều qua 27 tháng 6. Hôm qua 27 tháng 6 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Trong kỳ điều hành này, giá xăng dầu được điều chỉnh đồng loạt tăng. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 506 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 544 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel 0,05S tăng 329 đồng một lít, dầu hỏa tăng 258 đồng một lít. Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.450 đồng một lít, xăng RON 953 không cao hơn 23.470 đồng một lít, dầu diesel 0,05S không cao hơn 21.090 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 21.020 đồng một lít. Cũng trong kỳ điều chỉnh này, nhà điều hành tiếp tục không trích lập cũng như không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện từ đầu năm đến ngày 30 tháng 6 cho biết có nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhưng kết quả vẫn chưa như kỳ vọng. Theo đó, ước tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 30 tháng 6 là 28% kế hoạch, đạt 30% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đến hết tháng 6 năm 2024, có 12 trên 44 bộ, cơ quan trung ương và 37 trên 63 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị các bộ ngành địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ quy định tại nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Tăng cường tính chất khác biệt để tạo sức hấp dẫn cho các điểm du lịch. Bên cạnh đó, với các chương trình xúc tiến quảng bá của các địa phương và sự đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp du lịch, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về doanh thu, góp phần vào việc phát triển kinh tế tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù chỉ mới đầu hè, nhưng lượng khách về đây tham quan trải nghiệm, nghỉ dưỡng tại khu nghỉ dưỡng Tre Nguồn liên tục tăng cao. Hiện trung bình mỗi ngày, khu du lịch này tiếp đón hàng trăm lượt khách. Những ngày cuối tuần tăng cao hơn, hầu như khách kín các phòng ăn, phòng nghỉ. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, nhiều sản phẩm mới đã được đơn vị đầu tư như các khu trải nghiệm, khu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, luôn được khách du lịch yêu thích và có những giây phút thoải mái bên gia đình và người thân. Hôm nay tôi đến đây thì tôi thấy ở đây có không khí rất là trong lành,
và thấy cái cung cách của các cháu phục vụ ở đây thì rất là nhiệt tình, chu đáo và rất là thân thiện. Sau tháng đầu năm nay, doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 2.700 tỷ đồng, tăng 13%. Số lượng khách đến, khách du lịch lưu trú ước đạt 482.900 lượt, tăng 15%. Trong đó, khách quốc tế lưu trú ước đạt gần 5.500 lượt. Kết quả các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm đã khẳng định sự tăng trưởng về hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, là tiền đề để du lịch Phú Thọ đạt vượt mức kế hoạch năm 2024. Với cái việc tuyên truyền trên các cái hệ thống truyền thông, thì chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền vận động các cái cơ sở kinh doanh du lịch, nâng cao cái chất lượng phục vụ, giá cả đảm bảo, đặc biệt là cái tinh thần thái độ của nhân viên ở các cái cơ sở phục vụ để đảm bảo cho du khách đến với Thanh Thủy. Những năm gần đây, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ngày càng được đầu tư hoàn thiện, đa dạng hóa các loại hình trải nghiệm từ truyền thống tới hiện đại, đã tạo sức hút mạnh mẽ cho du khách trong và ngoài tỉnh. Du lịch hè 2024 hứa hẹn sẽ mang lại một mùa hè sôi động và thú vị cho khách du lịch đến với vùng đất rừng cọ đồi chè, góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ trên bản đồ du lịch Việt Nam và trong khu vực. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thị trường tiêu dùng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.